Chào mừng anh em đến với Man City Homie. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homie sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Yelich lộ bộ dạng chơi DJ cực chất trong hộp đêm. Jack Yelich đang tận hưởng cuộc sống thượng lưu khi anh tổ chức tiệc tùng tại điểm đến ăn chơi khét tiếng Ibiza, Tây Ban Nha. Video phát trực tuyến cho thấy anh ấy chơi DJ với nhà sản xuất âm nhạc người Úc DJ Fisher với chiếc áo sơ mi trắng và mũ sô màu trắng. Cựu đội trưởng Aston Villa tạo nhiều sự chú ý. Ngôi sao trị giá 100 triệu bảng xuất hiện ở hộp đêm nổi tiếng trên đảo. Đây là một trong những điểm giải trí về đêm yêu thích của các cầu thủ Manchester City. Jack Yelich đã tham dự buổi tiệc tại câu lạc bộ của Wayne Ligonier ở Ibiza vào thứ Năm. Một ngày sau buổi biểu diễn DJ, Yelich còn chụp ảnh cởi trần bên cạnh ngôi sao Ibiza Weekender khi anh dành cả ngày để tiệc tùng dưới ánh mặt trời tại câu lạc bộ Ocean Beach. Những cuộc vui chơi của cầu thủ sinh năm 1995 vẫn chưa dừng lại sau khi anh giành cú ăn ba lịch sử cùng với Man City. Yelich đã sử dụng tối đa thời gian ngoài sân cỏ bằng cách tận hưởng những kỳ nghỉ ở Las Vegas, Fran Rivera và giờ là Ibiza. Bạn gái Erling Haaland lo bị cướp mất người tình. Cái tên Ivana Konon đã nổi đình nổi đám trong kỳ World Cup 2022 nhờ trang phục hở bạo, khoe da thịt mà người mẫu Croatia mặc trên khán đài tại các sân vận động ở Qatar. Bởi thế, cựu hoa hậu Croatia được ví von là fan nữ nóng bỏng nhất World Cup. Bóng hồng quyến rũ này cũng xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ, chẳng hạn như trận chung kết Champions League 2022-2023 giữa Man City và Inter Milan. Mới đây, Ivana đã gây xôn xao mạng xã hội thông qua động thái trên Instagram, nơi cô thu hút hàng triệu người theo dõi. Không hề giáo trước đón sau, người mẫu với thân hình nóng bỏng đã công khai thừa nhận thần tượng bóng đá của mình không ai khác chính là chân sút Erling Haaland của Man City. Cách đây ít ngày, chân sút người Na Uy, Haaland và fan nữ nóng bỏng nhất World Cup đã chụp chung vài tấm tại Ibiza. Chứng kiến màn chụp ảnh tự sướng này, có fan đã hài hước viết: Haaland ghi bàn ngay cả trong kỳ nghỉ. Trong khi đó, cô bạn gái Isabel Johansson của Haaland lại đang lo lắng ra mặt. Ai mà biết được liệu Haaland có giữ nổi bản lĩnh trước cựu hoa hậu Croatia đang phát cuồng vì mình hay không. Thần đồng 19 tuổi chia tay Man City. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Southampton chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Shi Chelli, tài năng trẻ 19 tuổi thuộc biên chế của Man City. Southampton xem Shi là mục tiêu trọng tâm trong bối cảnh tương lai bộ đôi Romero Lavia và James Ward-Prowse không chắc chắn. Shi trưởng thành từ học viện nửa xanh thành Manchester, được đôn lên đội U21 Man City. Shi có sự tiến bộ, thăng tiến vượt bậc. Tiền vệ sinh năm 2003 được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Bắc Ireland. Tiềm năng to lớn giúp Shi lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng châu Âu như Borussia Dortmund, Schalke, Leicester City và Leeds United. Southampton dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Shi, giám đốc bóng đá Jackson Wincott đã tận dụng kiến thức, mối quan hệ, qua đó giúp đội nhà chiếm lợi thế thương vụ này. Theo Daily Mail, Southampton sẽ tiến hành ký hợp đồng với Shi vào cuối tuần này. Tài năng trẻ 19 tuổi cũng trải qua buổi kiểm tra y tế theo kế hoạch dự kiến. Bản hợp đồng của Shi kèm theo điều khoản mua lại từ Man City. Bên cạnh đó, Southampton kỳ vọng nhanh chóng bán đi bộ đôi Lavia và Ward-Prowse nhằm thu về khoản tiền tái đầu tư lực lượng. Southampton muốn có 50 triệu bảng ở thương vụ Lavia và 40 triệu bảng từ việc bán đi Ward-Prowse. Chỉ có 3 câu lạc bộ đủ tiền mua Mbappe. Tương lai của Kylian Mbappe đang là vấn đề làm châu Âu chao đảo. Chủ tịch Paris Saint-Germain khẳng định không muốn Mbappe ra đi và mặc cho ngôi sao người Pháp được tạo điều kiện ra đi với sức hút và giá trị của cựu cầu thủ AS Monaco. Rất ít câu lạc bộ đủ nguồn lực tài chính để hoàn tất thương vụ. Theo người đại diện hàng đầu bóng đá châu Âu, Bruno Satin, ông khẳng định hiện chỉ có 3 câu lạc bộ có thể chiêu mộ Mbappe. Cụ thể, Satin bày tỏ trên Le Equipe: thật khó để đưa ra mức giá cho Mbappe. Một câu lạc bộ bình thường nghĩa là không phải là một câu lạc bộ được quốc gia hậu thuẫn. Theo ý kiến của tôi, sẽ không trả 170 triệu bảng cho Mbappe vào thời điểm hiện tại. Cá nhân tôi chỉ nghĩ đến Manchester City, Newcastle và Real Madrid là có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện thương vụ. Đối với tôi, mức phí ban đầu là từ 85 triệu đến 130 triệu bảng. Sau đó có thêm những điều khoản phí tiền thưởng thì mức phí lên tới 170 triệu bảng hoặc gần như thế. Mahrez bỏ Man City sang Ả Rập Xê Út nhận lương khủng. Mahrez năm nay 32 tuổi và là cầu thủ quan trọng của Man City kể từ khi chuyển đến từ Leicester City với giá 60 triệu bảng vào năm 2018. Tiền đạo cánh này đã đóng góp phần quan trọng trong cú ăn ba vĩ đại cùng Man City mùa vừa qua. Cầu thủ quốc tế người Algeria đã ghi 78 bàn trong 236 trận tại Etihad. Cùng Man City, Mahrez giành được khá nhiều danh hiệu và đáng chú ý nhất là chức vô địch Champions League 2022-2023. Mahrez hiện được cho là ngôi sao tiếp theo sẽ rời Etihad và kiếm được một khoản tiền lớn khi chuyển đến Ả Rập Xê Út. Cụ thể là gia nhập câu lạc bộ Al Ahly. Trước đó, Al Ahly đã sở hữu thủ môn Eduardo Mendy từ Chelsea và tiền đạo Roberto Firmino từ Liverpool. Theo SportZone, Mahrez ngoài việc chấp nhận khoản lương 410.000 bảng một tuần mà Al Ahly đưa ra, anh cũng thống nhất với câu lạc bộ này những vấn đề khác liên quan tới cá nhân. Dù thế, tương lai của Mahrez giờ vẫn nằm trong tay Man City
với việc Guardiola được cho là rất muốn giữ chân anh. Đồng đội của Mahrez ở Man City là Bernardo Silva cũng đang bị cám dỗ bởi mức lương cao ngất ngường nếu chịu tới với giải đấu này. Bản thân Guardiola không muốn mất cả Mahrez và Silva trong một kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, Mahrez đã thông báo với ban lãnh đạo Man City rằng anh ấy muốn rời câu lạc bộ. Arsenal chưa đủ sức đua với Man City. Ở mùa giải 2022-2023, Arsenal đã dẫn đầu ngoại hạng Anh trong phần lớn thời gian. Thế nhưng sự hụt hơi của họ tại những vòng đấu cuối cùng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta bị Man City vượt mặt và đành nhìn đối thủ đăng quang Premier League năm thứ 3 liên tiếp. Bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Arsenal đã ký hợp đồng với tiền vệ Kai Havertz từ Chelsea với giá 65 triệu bảng. Pháo thủ cũng đã đồng ý chi ra 105 triệu bảng để mua tiền vệ trung tâm Declan Rice từ West Ham và đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Julian Timber của Ajax Amsterdam. Nếu việc ký hợp đồng với Rice và Timber thành công, cộng thêm tân binh Havertz, mức chi tiêu của Arsenal dành cho việc mua sắm cầu thủ hè này sẽ lên tới 208,5 triệu bảng. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ lừng danh của Arsenal, Emmanuel Petit, đội bóng này vẫn cần mua sắm thêm các tân binh khi đội hình hiện tại vẫn chưa đủ sức để đua vô địch Premier League với Man City mùa tới. Cựu danh thủ người Pháp từng giành cú đúp ngoại hạng Anh và FA Cup với pháo thủ mùa giải 97-98 nói rằng Rice là sự bổ sung rất tốt cho đội hình của Arsenal, nhưng họ cần mang về nhiều cầu thủ hơn nếu muốn cạnh tranh danh hiệu Premier League hoặc ít nhất là rút ngắn khoảng cách với Man City. Nhà vô địch World Cup 1998 Petit tiếp tục chia sẻ: vẫn còn một bước dài nữa, nhưng Arsenal vẫn cần mang về thêm nhiều cầu thủ. Nếu bạn muốn cạnh tranh những danh hiệu tốt nhất ở Anh hoặc châu Âu, thì bạn phải đặt tiền lên bàn đàm phán, đơn giản là như vậy. Điều đó đã diễn ra từ lâu trong bóng đá, nhưng nó diễn ra rõ ràng hơn trong bóng đá hiện đại. Chi 200 triệu bảng để nâng cao chất lượng đội bóng là một chuyện, nhưng liệu có đủ để Arsenal cạnh tranh với Manchester City lúc này hay không? Tôi nghĩ rằng họ vẫn chưa đủ sức. Tôi nghĩ Arsenal có thể cạnh tranh để đứng trên bục vinh quang, nhưng liệu họ có đủ giỏi, đủ mạnh để đánh bại Manchester City lúc này hay không? Man City đã giành được 5 danh hiệu Premier League trong 6 năm qua. Họ luôn đứng ở vị trí đó mỗi mùa giải và họ chi rất nhiều tiền để mua sắm các cầu thủ. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.